Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ông Cao Thắng Đông Nhi chịu thua trước thần thái cưng mú xịu của con gái Windy. Đông Nhi thông báo phổ bếp mới tuyển. Danh tính là ai mà nhân tình đồng loạt thả ha ha. Mới hơn một tuổi, con gái Đông Nhi, ông Cao Thắng đã biết làm điệu hơn cả bố mẹ thế này rồi. Sao cộng đồng mạng không yêu cho được? Mới đây Đông Nhi đăng tải trên tài khoản Instagram loạt ảnh gia đình tại Đà Lạt. Đáng chú ý biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô bé Winnie chiếm trọn spotlight. Trong ba bức ảnh Đông Nhi đăng tải, bé Winnie có ba biểu cảm khác nhau. Khi thấy bố mẹ chu môi, cô bé cũng làm theo khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Trên trang cá nhân, ông Cao Thắng cũng phải chịu thua trước thần thái của con gái. Nam ca sĩ viết, thần thái thì ba chịu thua. Từ ngày lên chức mẹ bỉm nữ ca sĩ Đông Nhi đã nhanh chóng gia nhập vào hội nghiện con lúc nào không hay. Giọng ca bó rối điều đặn như vắt chanh, đăng tải hình ảnh bé Winnie lên mạng. Tối ngày 29 tháng 3, bà xã ông Cao Thắng xâm chiếm mạng xã hội bằng loạt ảnh đáng yêu bên con gái cưng Winnie. Hôm nay, thế lực nhí hóa thân thành phụ bếp với 7.749 biểu cảm cưng xỉu. Như thường lệ, bé Winnie lại chiếm trọn spotlight vụ bếp mới tuyển nhưng có hơi mất tập trung với công việc không bé ơi nữ ca sĩ hài hước chia sẻ con gái cưng đông nhi được mẹ bỉm lên đồ nguyên cây màu hồng vô cùng dễ thương dưới phần bình luận nhiều người hâm mộ còn liên tục yêu cầu trừ lương winnie vì triều đùa thế lực nhí lơ là công việc chỉ mãi chơi và thả dáng với nụ cười tỏa nắng cưng xỉu thế này, các cô chú phải nhanh tay, thả tim ngay và luôn cũng phải thôi. Sức hút của thế lực nhí đã được chứng minh rõ ràng. Chỉ mới chưa đầy 30 phút trôi qua, bà Đăng đã thu về hơn 18.000 lượt tương tác. Con gái cưng nhà Đông Nhi đốt tim cõi mạng bằng loạt biểu cảm cưng hết nấc. Nhiều khán giả còn bình luận triêu đùa trừ lương thế lực nhí này. Cưng xỉu thế này, các cô chú lại phải thả tim mọi tay rồi. Bé Winnie nổi tiếng trên mạng xã hội vì những khoảnh khắc dễ thương và đáng yêu, thế lực nhí thường xuyên được bố mẹ chia sẻ hình ảnh đời thương. Mới hơn một tuổi nhưng cô bé đã sớm bộc lộ tính cách lém lỉnh hiếu động. Ngoài sở thích leo trèo, Winnie còn biết hát hò, mỗi lần xin đồ ăn vặt là lại hát theo phong cách riêng, khiến cả nhà đều bật cười. Hiện tại cô bé đang sở hữu fanpage hơn 190.000 thành viên và một trang Instagram có 259.000 lượt theo dõi. Những hình ảnh hay clip ghi lại hành động tinh nghịch của cô bé đều được người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội. Không như nhiều cặp đôi giấu con của showbiz Việt, Đông Nhi ông Cao Thắng không giấu bất cứ điều gì. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh từng giai đoạn phát triển của con trên mạng xã hội. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo